tốt những con giáp đón tài lộc, rước vận may vào nhà trong ngày 25 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, ngày 25 tháng 1 chính là cái ngày mà những con giáp này có đường tài vận đỏ rực, sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Theo các chuyên gia tử vi học dự báo, nhờ có sự che chở giúp đỡ của quý nhân mà con đường công danh tài lộc của những con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió. Trong công việc thì được đồng nghiệp tương trợ, cấp trên nâng đỡ nên cái hiệu suất làm việc nó sẽ cao hơn hẳn mọi ngày. Trong chuyện làm ăn kinh doanh, các bạn sẽ gặp may mắn hơn mọi ngày, khách khứa thì cứ nườm nượp kéo đến, buôn cái gì thì bán hết cái đó. Bên cạnh đó, về mặt tình cảm thì nhiều bạn sẽ được ông tơ bà nguyệt xe duyên, gặp đúng người, đúng thời điểm nên là cứ may mắn, hạnh phúc ngập tràn. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 1, ngày Mậu Thìn. Thưa quý vị, trong cái ngày Mậu Thìn này thì cục diện đầu tiên chúng ta có là Thìn Dậu là nhị hợp. Vì thế những người tuổi Dậu là một trong con giáp may mắn đầu tiên trong ngày 25 tháng 1, ngày Mậu Thìn. Những người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận nhiều cái tin tốt sẽ đem đến trong cái ngày hôm nay, ngày 25 tháng 1. Do có nhiều cái cát tinh nó phù trợ, các bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra được cái hướng giải quyết những cái khúc mắc trước đó. Bên cạnh đó, lại được cục diện nhị hợp nó xuất hiện, nó giúp cho cái công việc của những con giáp này nó tiến triển vô cùng là thuận lợi. Các bạn sẽ nhận được cái sự trợ giúp, sự giúp đỡ của những người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cái cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt cái thời cơ, cái việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm trong tầm tay của những người tuổi Dậu. Tuy nhiên, khi đã gặt hái được những cái thành công thì các bạn cũng không nên ngủ quên trên chiến thắng, cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, lơ là, hưởng thụ trong một khoảng thời gian quá dài. Lúc các bạn lơ đễnh cũng là lúc mà đối thủ tìm cách vượt qua các bạn. Thêm nữa, cái tình hình tài chính cũng có những cái chuyển biến đáng mừng. Các bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những cái đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận nó đổ về túi một cách ổn định hơn. Những người làm công ăn lương thì có cơ hội nhận được những khoản thưởng nóng nhờ những cái thành tích cao trong sự nghiệp của mình. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa thì đây cũng là lúc mà các bạn cần phải tìm thêm cái động lực cổ vũ bản thân mình tiến lên, không nên vội vàng hài lòng với cái kết quả thực tại. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Dậu thì cũng phát triển theo cái chiều hướng tốt đẹp nhờ có được cục diện ngũ hành nó tương sinh. Những người độc thân thì sẽ thường cảm nhận được cái sự săn đón của nhiều người khác giới. Tuy nhiên, các bạn cũng không nên nhẹ dạ cả tin, vội vàng đưa ra cái quyết định đến với ai đó. Tốt nhất là hãy dành cho đôi bên cái thời gian để trò chuyện lâu hơn, để hiểu thêm về nhau nhiều hơn. Cuối cùng mới có thể cân nhắc đến cái chuyện là tiếp tục phát triển hay là không. Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng thì cũng được hòa thuận hạnh phúc, con cái thì ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc cũng như là mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, trong ngày 25 tháng 1, ngày Mậu Thìn ấy, thì chúng ta cục diện là Thân, Tý, Thìn là cục diện tam hợp. Vì thế mà những người tuổi Tý sẽ là con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày 25 tháng 1, ngày Mậu Thìn này. Thưa quý vị, cái cục diện tam hợp Thái Tuế nó che chở, nó giúp đỡ, nó cũng báo hiệu là trong cái ngày hôm nay, ấy, cái ngày Mậu Thìn này, ấy, thì những người tuổi Tý có một cái ngày mới đầy khởi sắc, đầy cái may mắn với những người tuổi Tý. Bản mệnh sẽ dễ dàng khơi thông những cái bế tắc, cũng biết huy động cái nhân lực để tận dụng những cái sức mạnh của tập thể. Mọi việc nhìn chung thì đều được tiến hành một cách ổn thỏa, ít có những cái căng thẳng nó xảy ra. Công việc được dự báo là rất là hanh thông. Nói chung ấy, trong cái ngày hôm nay thì rất thích hợp để cầu danh, cầu lợi. Kết quả đạt được thì cũng khá là khả quan. Trong ngày hôm nay thì những người tuổi Tý có thể đón nhận một chút cái thay đổi trong công việc, như là vị trí công việc hay là cái tính chất chiến lược vân vân. Nhưng mà đa phần nó theo cái chiều hướng tích cực và nó cũng sẽ mở ra nhiều cái cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, con giáp này còn đón nhiều cái tin vui ở cái phương diện tài lộc. Thời điểm này thì phù hợp
để hợp tác làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh khỏi. Các bạn nên có sự chắc chắn đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cũng cần phải là rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh cái tình huống rắc rối về sau. Thêm nữa, trong thời gian này thì vận trình tình cảm của những người tuổi Tý cũng khá là rực rỡ. Đào hoa thì nở rộ, tình cảm thì là phong lưu. Đó. Cũng là cái điều tốt cho những người độc thân mở rộng lòng mình để đón nhận những cái người khác giới theo đuổi. Những cái cặp đôi đang yêu ấy thì cũng cần phải chú ý, khéo léo, kẻo xảy ra những sự nghi ngờ. Nói chung trong ngày hôm nay thì cũng thích hợp để các cặp vợ chồng gì tính đến cái kế hoạch là sinh con đẻ cái hay là gì đến cái chuyện làm ăn, hùn hợp vốn làm ăn. Về mặt sức khỏe của những người tuổi Tý trong thời điểm này thì cũng vẫn duy trì ở cái thể trạng tốt. Cuộc sống thì không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều nên là nhìn chung ấy cũng không bị ảnh hưởng bởi cái tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính thì cũng nên kiểm tra định kỳ và có cái phác đồ điều trị hợp lý. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ 2. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 3. Trong cái ngày 25 tháng 1 ngày Mậu Thìn ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi thân. Thưa quý vị, những người tuổi thân được cục diện là thân, tí, thìn là tam hợp. Cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi thân ấy, trong cái ngày hôm nay thì cũng được dự báo có nhiều cái bước tiến triển lớn. Một khi mà đã dốc toàn tâm toàn lực, quyết tâm theo đuổi cái mục tiêu ấy, thì ắt sẽ thu được cái kết quả tốt. Thêm nữa, lại được cục diện tam hợp là thân, tí, thìn nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên là trong ngày hôm nay cũng mở ra nhiều cái cơ hội để phát triển, để thăng tiến cho những người tuổi thân. Dù sẽ có nhiều việc phải làm hơn ấy, nhưng cái tinh thần của các bạn luôn sẵn sàng chủ động nhận chứ không hề trốn tránh. Bản mệnh làm việc thì mệt mài bất kể thời gian để chuyên tâm đạt được những cái mục tiêu mà mình đề ra. Các bạn cũng được cấp trên nâng đỡ, tạo nhiều cái điều kiện để phát huy cái thế mạnh của mình. Cũng bởi có thể nhìn ra được những cái cơ hội thăng tiến và những cái thành quả mà mình có thể nhận được sau khi mà chạm tay đến cái đích trước mắt, nên những người tuổi thân lại càng thêm hăng say mà cống hiến hơn. Các bạn đưa ra nhiều cái ý tưởng, nhiều cái giải pháp hữu ích cho tập thể, tài năng và địa vị, nhờ đó mà lại được gì? Được khẳng định một lần nữa. Thêm nữa, với những người tuổi thân lại được thực thần ở chiếu mệnh nó nâng đỡ, nên những người tuổi thân cũng có lộc ăn uống, quà cáp và phúc lộc thì dồi dào, hưởng từ những người thân, từ bạn bè. Các cụ có nói là gì? Những người tuổi thân càng có thân hình đầy đặn thì lại càng có phúc, không nên vất vả giảm cân kẻo mất lộc. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian này thì được nhiều cát tinh nó nâng đỡ. Vậy nên cái kế hoạch kiếm tiền làm giàu của những người tuổi thân cũng diễn ra suôn sẻ, hanh thông. Nhiều cái khoản thu vào cũng dồi dào hơn trước. Với những người làm công ăn lương thì công việc tiến triển thuận lợi nên là cái tài vận của những người tuổi thân cũng theo đó mà khởi sắc. Thời điểm này thứ tài dồi dào, các bạn sẽ đón không ít những cái tin vui về cái thu nhập hiện có. Đó có thể là một cái khoản thưởng nóng nào đó, cũng có thể là cái doanh thu nó vượt mức đấy, hoặc là gì được ai đó trả nợ. Trong thời gian này những người làm ăn kinh doanh, những người buôn bán ấy thì cũng hốt vàng hốt bạc. Từ cái sự mạnh dạn và nhạy bén với cái thời cuộc của mình, cái duyên làm ăn của những người tuổi thân ấy lại càng có cơ hội được thể hiện gấp 3, gấp 4 lần so với thời gian trước đó. Trong thời gian này cũng được cục diện ngũ hành tương sinh, thìn thổ sinh yêu thân kim. Vậy nên tuổi này dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Các bạn biết cân nhắc, cân bằng giữa tình cảm và công việc. Nên là cũng chẳng bao giờ để ai phật lòng, phật ý. Tình yêu đôi lứa thì cũng ngọt ngào khiến cho bao người phải ghen tị. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 4 trong ngày 25 tháng 1 ngày Mậu Thìn ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị,
Nói chung ấy, trong cái ngày 25 tháng 1 ngày Mậu Thìn này thì những người tuổi Tỵ được thiên ấn nó trợ lực, nó giúp đỡ. Có thiên ấn nên là những người tuổi Tỵ có tiếng nói trong công việc, đặc biệt là những người đang làm quản lý cấp cao hoặc là những người đang làm chủ doanh nghiệp ấy, thì cái trọng trách của các bạn khá lớn, nên là vào trong ngày hôm nay ấy, thì cũng là một cái ngày khá là vất vả. Quý vị cũng nên tỏ cái thái độ ôn hòa để được người khác giúp đỡ nhiều hơn. Thêm nữa, trong thời gian này, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Tỵ cũng khá là hanh thông thuận lợi do được cục diện ngũ hành tương sinh. Các bạn không chịu nhiều cái áp lực từ người thân. Bên cạnh đó, những cái cặp mà đã kết hôn ấy, thì sẽ lên được cái kế hoạch du lịch hoặc là gì hâm nóng lại cái tình cảm của mình trong thời gian này. Trong cái ngày 25 tháng 1 ngày Mậu Thìn này thì cái chuyện kiếm ăn, cái chuyện kiếm tiền của những người tuổi Tỵ cũng khá là yên ổn. Ăn ở có phúc có phần thì lộc lá cũng thì tùy theo cách mà các bạn sống mà làm ra. Thời gian này thì ai đang có ý định mở cửa hàng, khai trương hoặc là hùn vốn làm ăn ấy, thì cũng nên tiến hành ngay vì được rất nhiều cái cát tinh nó trợ lực. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong ngày 25 tháng 1 ngày Mậu Thìn ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong ngày 25 tháng 1 ngày Mậu Thìn ấy, thì công việc của những người tuổi Ngọ gặp chính ấn nó trợ vận, nên là những bạn sắp thi cử đang đi làm chức lớn ấy, thì sẽ may mắn hơn người khác. Các bạn là những người mà nhân từ hiền hậu, nhưng muốn thành công lớn ấy, thì cũng cần phải có thêm một chút ý chí nữa. Nhờ được cục diện ngũ hành hỏa thổ tương sinh nên những người tuổi Ngọ cũng rất tỉnh táo trong các mối quan hệ. Không ai có thể là qua mặt được những người tuổi Ngọ trong thời gian này. Và trong ngày hôm nay cũng là cái cơ hội tốt để các bạn thể hiện cái năng lực của mình, có thể tăng cường các mối quan hệ làm ăn và bạn đôi bên ấy cũng sẽ gì cùng có lợi. Về tình hình tài chính, một số tin vui cũng đang đến với những người tuổi Ngọ trong thời gian này, như là có được người trả nợ, mua được xe mới hoặc là làm nhà mới. Chắc chắn sẽ có sự giúp đỡ của quý nhân, nên là các bạn cũng sẽ có được cái sự vui vẻ và cái sự hào hứng khi mà nhận được những cái thành quả xứng đáng với công sức của mình bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ 5. Đó. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 25 tháng 1 ngày Mậu Thìn ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, những người tuổi Hợi nói chung ấy, trong ngày hôm nay ấy, thì có thiên tài nó trợ mệnh. Vậy nên sẽ dễ gặp được cái may mắn bất ngờ. Cái nghề tay trái thì thuận lợi, kinh doanh thì hồng phát. Tuy nhiên, các bạn dễ sa đà vào những cái thói hư tật xấu, không nên nghe lời ngoài của kẻ ngoài dụ dỗ, kéo lại gì sự nghiệp nó lại bị bế bát. Tiếc rằng với những người tuổi Hợi trong thời gian này gặp cục diện là thủy thổ xung khắc, thiên thổ khắc Hợi thủy, nên là con giáp này cần phải tránh những cái loại cảm xúc tiêu cực hoặc là gì chìm đắm trong những lời ngợi khen mà không suy nghĩ. Có những người bên ngoài thì thân thiện nhưng bên trong lại đang thì ngấm ngầm tìm cách chơi xấu các bạn ấy. Những người tuổi Hợi cũng hơi đau đầu về cái vấn đề tài chính hiện tại, cụ thể là các bạn cần phải suy nghĩ kỹ, linh hoạt hơn khi mà sắp xếp cái việc chi tiêu hoặc là xem xét đến cái việc dành dụm tiền. Đây cũng sẽ là một cái bài toán khó đối với những người tuổi Hợi trong thời gian này. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 25 tháng 1 ngày Mậu Thìn. Trong ngày 25 tháng 1, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau. 1 là những người tuổi Dậu, 2 tuổi Tý, 3 tuổi Thân, 4
tuổi Tỵ, 5 tuổi Ngọ và 6 là những người tuổi Hợi. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.